Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là 10 chủ nhật 11 tây tháng 7, bây giờ là 10:04 sáng. Thì chắc Việt Nam bây giờ là cũng là 7:04 sáng ngày 11 chủ nhật ngày 11 tây tháng 7. Thì hôm qua mình cũng đã có chia sẻ cái vấn đề thông tin hai loại vaccine đến cho tất cả các bạn. Thứ nhất là vaccine AstraZeneca và thứ hai là vaccine Pfizer. Thì thực sự thì hai cái vaccine này thì cũng rất là tốt, và nước Úc cũng đã tiến hành nhập hai loại vaccine này về để mà chích cho người dân. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có những cái tác dụng phụ cũng đến từ hai loại vaccine này. Thì tác dụng phụ như thế nào thì cái clip trước hôm qua mình đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn rồi. Nhưng hôm nay mình cũng muốn chia sẻ tiếp về cái vấn đề vaccine để phòng ngừa Covid-19. Tại vì hiện tại thì không phải riêng nước Úc mà trên toàn thế giới cũng như là Việt Nam, về cái vấn đề mà Covid-19 này nó rất là nhức đầu, rất là mệt mỏi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nó rất là nhiều. Mà hơn nữa thì tại Việt Nam bây giờ, theo mình đọc thông tin mình biết thì hầu như tất cả mọi nơi đều đã bị phong tỏa với cái lệnh của chính phủ Việt Nam là lệnh chỉ thị 16 của chính phủ thực hiện chế độ 5K để đem lại sự an toàn cho người dân và tránh sự lây lan của Covid-19. Do cái sự lây lan này nó trên cái diện rộng, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên thì hầu hết tất cả các nơi đều phải bị phong tỏa và giăng dây để mà hạn chế vấn đề đi lại của người dân và hạn chế vấn đề sự tiếp xúc của người dân để tránh sự lây lan càng ngày càng trên diện rộng. Mà bây giờ Việt Nam đang là tích cực để mà giải quyết cái tình trạng Covid-19. Song song đó thì bây giờ hôm nay mình cũng chia sẻ cái thông tin về cái vấn đề mà bang Queensland sẽ có những cái ý kiến như thế nào để chích cái loại vaccine cho những người trưởng thành từ 50 tuổi trở xuống, nên chích cái loại vaccine AstraZeneca hay là cái loại vaccine Pfizer. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái thông tin này đến cho tất cả các bạn, và mình cũng xin đọc cái tin tức này để gửi đến cho tất cả các bạn nha. Đã được update vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Cái thông tin là: đừng nghe lời khuyên của Scott Morrison. Queensland không khuyến khích người dân dưới 60 tuổi chích vaccine AstraZeneca. Scott Morrison có nghĩa là thủ tướng Úc. Thì thủ tướng Úc có cái lời khuyên là tất cả người dân đều có thể chích cái vaccine AstraZeneca. Nhưng ở đây á, thủ hiến bang Queensland bà Anna bà mới nói rằng là Queensland không khuyến khích người dân dưới 60 tuổi chích vaccine AstraZeneca. Ở đây là chính phủ họ nói như thế nào ha. Chính phủ Queensland hiện không khuyến khích người dân dưới 60 tuổi tiêm vaccine AstraZeneca thông qua một sáng kiến do chính phủ liên bang công bố và nói rằng mọi người nên lắng nghe giới chức tiểu bang chứ không phải lời khuyên của Scott Morrison. Có nghĩa là bang Queensland của mình á, họ nói là họ khuyến khích người dân á là hãy nghe sáng kiến do cái liên bang công bố. Tại vì á, liên bang họ sẽ nắm rõ hơn về vấn đề dịch bệnh và chích cái vaccine nó như thế nào, chứ không nên nghe lời của Thủ tướng Scott Morrison. Đó. Tuyên bố này được đưa ra trong khi Queensland ghi nhận 3 ca nhiễm cộng đồng mới và chính phủ cho biết một nhân viên bệnh viện không được chủng ngừa đã bị nhiễm biến thể Delta từ một du khách đến từ Indonesia. Thủ hiến Queensland Anna hôm thứ Tư cho biết tuyên bố của Thủ tướng Scott Morrison về việc người Úc dưới 40 tuổi có thể tiêm vaccine AstraZeneca tại phòng mạch bác sĩ gia đình đã không được nội các quốc gia thông qua. Phó Thủ hiến Queensland Stephen Mayne
nói rằng người dân Queensland nên lắng nghe lời khuyên của trưởng ban y tế St. John phù hợp với các khuyến nghị về sức khỏe. Có nghĩa là phó thủ tướng Queensland á, ông Stephen Mayne, ông nói là nên nghe lắng nghe cái lời khuyên, người dân hãy lắng nghe cái lời khuyên của bà trưởng cái y tế, trưởng y tế về cái các cái khuyến nghị về sức khỏe, thì lắng nghe cái bà này hơn là lắng nghe lời của thủ tướng Scott Morrison. Tôi muốn nói với người dân Queensland rằng trong suốt trận đại dịch này, lời khuyên của trưởng ban y tế của chúng ta đã phục vụ người dân Queensland rất tốt, và họ nên nghe lời khuyên của bà về loại vaccine nào phù hợp về mặt y tế, chứ không phải lời khuyên của Scott Morrison. Ông thủ tướng, ông phó thủ tướng này, ông nói như vậy là hãy lắng nghe cái lời khuyên của người trưởng ban y tế, vì cái trưởng ban y tế này đã phục vụ người dân rất, dân Queensland rất là tốt, và nên hãy nghe cái lời khuyên là nên chích cái loại vaccine nào để mà phù hợp hơn. Tiến sĩ John nói với các phóng viên rằng bà phản đối mạnh mẽ về việc cho phép những người trẻ tiêm vaccine AstraZeneca do nguy cơ mắc chứng đông máu. À, các bạn thấy không? Tại vì những người trẻ khi mà tiêm cái vaccine AstraZeneca này á, nó sẽ có do nguy cơ mắc chứng đông máu. Cho nên á, bà mới phản đối mạnh mẽ là những cái người dưới 50 tuổi thì không nên, không nên chích cái loại vaccine này. Tại vì bà khuyên người dân Queensland là không nên thôi, còn anh muốn chích đó là do anh, tùy anh thôi. Nhưng mà người ta thì người ta không khuyên là không nên. Mình và Queensland á, bang Queensland là nên hãy lắng nghe cái lời khuyên của cái bà mà trưởng ban y tế này. Tại vì người ta biết được là những cái loại vaccine nào nó phù hợp với cái lứa tuổi nào như thế nào hơn, thì người ta khuyên như vậy. Giống như là các bạn đi bệnh viện, đi bác sĩ vậy, bác sĩ khuyên các bạn nên ăn cái này, uống thuốc này để giảm những cái nguy hiểm này, nguy hiểm kia, để cho cơ thể của mình tốt hơn. Đó, mình nên nghe, mình lấy khuyên, nghe cái lời khuyên của bác sĩ, chứ không lẽ mình nên chứ không lẽ bây giờ bác sĩ khuyên mình như vậy mình không nghe. Mình nghĩ mình cũng so sánh cái vaccine này nó có cái nguy cơ mắc chứng đông máu, còn vaccine này nó không có. Thí dụ vậy thì mình tất nhiên là mình phản ứng tự nhiên là mình không thích khi mà một cái loại vaccine nào đó chích cho người mình có một cái tác dụng như thế nào đó. Tuy rằng nó rất hiếm, nhưng mà nó cũng có. Đâu biết được là nó đến với ai và nó như thế nào, mình không biết. Cho nên là đây là lời khuyên của tiến sĩ John nói với các phóng viên rằng bà phản đối mạnh mẽ về việc cho phép những người trẻ tiêm vaccine AstraZeneca do nguy cơ mắc chứng đông máu. Tôi không muốn những người dưới 40 tuổi tiêm vaccine AstraZeneca. Họ có nhiều nguy cơ mắc hội chứng đông máu hiếm gặp hơn. Chúng ta đã thấy 49 ca tử vong tại Anh Quốc vì hội chứng đó. Tôi không muốn một thanh niên 18 tuổi ở Queensland chết vì bệnh đông máu. Mà nếu họ bị COVID-19 thì có lẽ họ sẽ không chết. Nghĩa là bà này vẫn muốn nói là nếu anh bị COVID-19, dính vào cái mắc bệnh người COVID-19 thì có thể bạn có không chết. Nhưng mà nếu mà trường hợp anh chích vô một cái vaccine này á, nhưng mà lỡ mà anh bị chứng đông máu á, thì anh sẽ chết. Cho nên á, bà nói là không nên chích cái vaccine này dưới những người dưới 40 tuổi. Chúng ta đã có rất ít trường hợp tử vong do COVID-19 ở những người dưới 50 tuổi sống tại Úc. Và sẽ rất khủng khiếp nếu thanh niên 18 tuổi đầu tiên của chúng tôi ở Queensland chết vì vaccine trong đại dịch. Đó, bà nói là thà ở Úc thì rất ít người chết tử vong mà dưới 50 tuổi. Rất là ít do cái dịch COVID-19 này. Nhưng mà nếu mà rất là khủng khiếp khi mà một thanh niên 18 tuổi đầu tiên chết ở Queensland, các bạn, thanh niên 18 tuổi đầu tiên ở Queensland mà chết vì chích cái vaccine trong cái đại dịch này mà bị đông máu mà chết á, thì cũng rất là khủng khiếp. Ý bà muốn nói là như vậy, thà anh bị mắc bệnh dịch nhưng mà anh không chết, anh chích vaccine do anh không chết,
Nhưng mà thí dụ như anh chích vaccine, anh không bị bệnh gì hết, nhưng mà anh chích vaccine vô mà bị đông máu thì anh chết. Đó, cho nên bà khuyên là những người dưới 50 tuổi nên, không nên tiêm cái vaccine AstraZeneca. Đó, ở câu trên đây là tôi không muốn những người dưới 40 tuổi tiêm vaccine AstraZeneca. Đó. Đây là cái bà Jenetti Young. Bà là Queensland Chief Health Office Jenetti Young. Bà ở Brisbane ha. Bà này là ở Brisbane, là bang Queensland của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Queensland cảnh báo tiểu bang này sắp hết vaccine Pfizer. Có nghĩa là bang Queensland của mình là sắp hết cái vaccine Pfizer rồi. Theo tính toán của chúng tôi, lượng vaccine Pfizer dự trữ còn đủ trong vòng 8 ngày. Vì vậy, chúng tôi đang tiến tới thời điểm bắt buộc, chỉ ưu tiên cho liều thứ hai nếu chính phủ liên bang không còn vaccine, bà nói. Ông Mai cũng đổ lỗi cho chính phủ liên bang vì đã cho phép một du khách di chuyển giữa Úc và Indonesia và mà không chủng ngừa, dẫn đến đợt phong tỏa mới nhất tại Queensland. Có nghĩa là ông Mai là phó thủ tướng, đó, ông cũng nói là liên bang tại sao lại cho một cái người di chuyển đi từ Úc và Indonesia mà cái người này không có chủng ngừa gì hết. Cho nên nó mới dẫn đến cái việc vừa qua là đợt phong tỏa mới nhất tại Queensland này, là đợt phong tỏa trong vòng 3 ngày. Và hiện tại bây giờ cũng đang trong cái vấn đề phong tỏa. Phong tỏa là cũng được nới lỏng rồi, nhưng mà cũng đang trong vấn đề phong tỏa. Hiện tại thì cũng đang phong tỏa nha các bạn, chứ không phải là không đâu. Du khách này đã được điều trị tại bệnh viện Prince Charles ở Brisbane và lây biến thể Delta cho một nhân viên lễ tân tại khoa coronavirus. Thì vừa rồi mình cũng đã thông tin với tất cả các bạn là có hai người. Một người ở Brisbane, Ipswich, và một người là một nhân viên bệnh viện Prince Charles, là cô đó 19 tuổi, đã bị lây nhiễm, cho nên chính vì vậy thì mới có cái lệnh phong tỏa 3 ngày, và hiện nay cũng đã phong tỏa thêm 2 tuần để mà tránh cái sự lây lan. Họ đã được phép đến và đi giữa Úc và Indonesia nhiều lần trong suốt trận đại dịch này. Có nghĩa là cái người này cái đi tới Úc và Indonesia nhiều lần mà trong cái lúc dịch này mà họ không có chích ngừa, ngăn ngừa, không có cái gì hết trơn, nên ra nó họ lại lây nhiễm cho cộng đồng. Họ không được chủng ngừa và đã nhiều lần cách ly trong khách sạn của chúng tôi. Ông nói rằng tuyên bố của chính phủ liên bang về việc đóng cửa biên giới quốc tế là một trò hề, và hàng ngàn người đã được phép đến Úc dù họ không phải là công dân Úc bị mắc kẹt ở nước ngoài. Bà Anna nói rằng chính phủ liên bang cần phải trả lời nghiêm túc về những rủi ro mà việc đi lại như vậy gây ra cho đất nước. Lệnh phong tỏa Queensland hiện áp dụng cho các khu vực Brisbane, Ipswich, Logan City, Moreton Bay, Richland, Sunset Coast, Northshire, Somerset, Lockyer, Valley, Sydney Dream, Gold Coast, Stourville, Manatee Island, Palm Island cho đến thứ 6 giờ chiều thứ 6, có nghĩa là tuần vừa rồi. Người dân những khu vực trên chỉ được phép rời khỏi nhà để mua sắm nhu yếu phẩm, tập thể dục hoặc chăm sóc sức khỏe. Việc đeo khẩu trang vẫn là bắt buộc và các hạn chế khác cũng đã được thắt chặt, bao gồm giới hạn 20 người tham dự tang lễ, 10 người tham dự hôn lễ, bao gồm cả vợ chồng và người chứng hôn nhân. Có nghĩa là hiện tại bây giờ đó cũng đang có cái sự thắt chặt lệnh phong tỏa. Tuy rằng là có sự hạn chế về vấn đề đi lại, nhưng hiện tại thì khi mà các bạn dự tang lễ nó không phải đông đúc như xưa nữa, thì chúng ta giới hạn trong khoảng 20 người thôi. Và khi các bạn đám cưới thì các bạn cũng chỉ được phép 10 người thôi, bao gồm người chứng hôn cũng như là bao gồm cả chú rể và người thân, chỉ được phép 10 người thôi. Thì đây là cái thông tin mà mình gửi đến cho tất cả các bạn, là bang Queensland là khuyến khích người dân không nên chích vaccine, không khuyến khích người dân chích dưới 60 tuổi chích vaccine AstraZeneca. Cái này không khuyến khích nha, chứ không phải là không
nói các bạn đừng trích mà không không khuyến khích người dân. Có nghĩa khi mà khuyến khích người dân một cái nào nó ngược lại là khuyến khích, nghĩa là mình nên ăn cái này, mình nên chích cái này, còn không khuyến khích là mình không, đó là các bạn chích hay không chích là do các bạn, do sự quyết định của các bạn. Thí dụ mà bác sĩ nói là bạn nên chích cái này và không nên chích cái này, không khuyến khích chích cái này, các bạn phải hiểu rõ là khuyến khích và không khuyến khích. Khuyến khích là khuyên các bạn nên, không khuyến khích là khuyên các bạn không nên, ý là như vậy. Các bạn phải hiểu rõ là khuyến khích và không khuyến khích. Nghĩa là không khuyến khích là các bạn không nên làm điều này, không nên chích cái này dưới 60 tuổi. À, dưới 60 tuổi nha các bạn. Đây là cái thông tin mà mình phải cần biết và nắm bắt. Thì mình cũng xin gửi cái thông tin này đến cho tất cả các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái vấn đề chích cái vaccine nó như thế nào. Thì bên cạnh đó thì mình cũng cập nhật thêm một cái tin tức về trên báo Thanh Niên. Thì các bạn cũng biết là ví dụ như bây giờ mình chích vaccine rồi đi, tất nhiên là mình yên tâm, mình cảm thấy mình yên tâm, ít ra mình cũng chích được cái thuốc vô trong người để mình cảm thấy là mình có đi một nơi nào đó, giả sử thì mình lỡ có bị lây nhiễm thì mình cũng có cái sức đề kháng trong người của mình, nó hỗ trợ mình giống như một cái áo giáp vậy, nó hỗ trợ mình, nó chống lại những cái con virus mà lỡ mà mình bị nhiễm. Tuy rằng là mình đã chích nhưng mình vẫn có khả năng bị nhiễm, vẫn có khả năng bị nhiễm. Cho nên là nếu mà mình chích rồi thì mình có khả năng chống lại cái con virus vô con người. Nhưng trường hợp mà những người chưa chích thì sao? Những người chưa chích thì như thế nào? Thì bây giờ ở đây mình cũng chia sẻ về cái vấn đề về sức khỏe để các bạn có một cái sức khỏe cũng như là một cái sức đề kháng trong người của mình nó chống lại cái virus COVID-19 này. Thì cái sức khỏe này, cái kháng sinh này á, xin lỗi các bạn, thì cái kháng sinh của mình á, nó tự động nó có trong người của mình. Một bên cạnh đó thì mình cũng phải có những cái chế độ ăn uống để tạo cái sức khỏe khi mình chưa được chích cái vaccine. Ở đây mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn là về vấn đề ăn cái gì để cho mình có một cái cơ thể chống đỡ với vaccine COVID-19 nó tốt hơn. Thì đây là một cái bài báo về cái vấn đề sức khỏe của trang báo điện tử Thanh Niên. Mình cũng xin mượn cái trang báo này để gửi đến thông tin đến cho tất cả các bạn để các bạn biết được là trong cái mùa dịch này, nếu trường hợp mình chưa có chích cái vaccine để ngừa COVID-19 thì mình nên ăn những cái gì để cơ thể mình nó tốt hơn, nó sản sinh ra kháng sinh sức khỏe tốt để chống, mình không nói là chống hoàn toàn, mình nói cũng để gọi là có cái sức khỏe để mà ngăn ngừa bớt. Tuy rằng nó không phải là mình chích cái vaccine là nó không bằng cái vaccine chích cho người của mình, nhưng mà ít ra mình có một cái sức khỏe để mà chống lại nó, đến không đến nỗi mà mình phải gọi là bị bệnh nặng và đi đến một cái con đường xấu hơn. Thì đây là mình chia sẻ cái bài báo này để mình đọc đến cho tất cả các bạn ha. Cách tốt nhất để ngăn ngừa COVID-19 là tiêm vaccine. Hả? Cách tốt nhất là phải tiêm vaccine rồi. Nhưng nếu bạn chưa tiêm được thì hãy chú ý đến chế độ ăn uống để giúp cơ thể chống chọi với bệnh COVID-19 tốt hơn. Theo trang Eat This Not That, các nhóm nghiên cứu tại công ty khoa học sức khỏe ZOE của Mỹ, trường E. Howard và Đại học King College London đã phát hiện ra rằng những người duy trì chế độ ăn giàu thực vật chất lượng cao một khi nhiễm COVID-19 thì bệnh ít trở nặng hơn, trong khi những người ăn các thực phẩm ít dinh dưỡng chế biến sẵn như đồ ăn nhanh thì ngược lại. Có nghĩa là khi bạn ăn những cái duy trì ăn uống những cái chế độ ăn giàu thực vật, nghĩa là ăn rau củ, những cái hạt đậu, rau củ,
thì các bạn có cái sức khỏe, có cái dinh dưỡng vô trong cơ thể con người của mình đó, thì nó sẽ chống lại cái bệnh, nó ít ít trở nặng hơn những cái người mà ăn đồ ăn nhanh, ăn thức ăn nhanh, ăn ăn đồ đông lạnh đó, thì nó sẽ không bằng. Dựa trên hiểu biết của chúng tôi về các chất dinh dưỡng và thực phẩm, chế độ ăn uống chất lượng cao có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của COVID-19, thậm chí nó còn có thể giảm nguy cơ mắc COVID-19. Tiến sĩ Sarah Perry, thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết. Nhóm của ông đã đặt ra ba bảng câu hỏi dựa trên ứng dụng nghiên cứu triệu chứng COVID-19, một bảng về chất lượng chế độ ăn, một bảng về thói quen ăn uống và một bảng về lối sống. Có tới 1,1 triệu người bệnh tham gia trả lời. Dựa vào đó, nhóm phát hiện ra rằng những người có chế độ ăn uống chất lượng cao, những người đã ăn các loại thực phẩm gốc thực vật lành mạnh thì nguy cơ trở nặng bệnh của họ thấp hơn tới 40% so với những người có chế độ ăn uống không lành mạnh. Các bạn có thể giảm được 40% có nguy cơ có nguy cơ thấp hơn 40% mắc bệnh đó, so với những người mà không có chế độ ăn lành mạnh. Ông cũng giải thích rằng nhóm đã sử dụng điểm HBDI uống không lành mạnh. Ông cũng giải thích rằng nhóm đã sử dụng điểm HBDI trong nghiên cứu của mình. Đây là điểm chỉ số lành mạnh của thực vật. Dựa trên HBDI này, nhóm nhận thấy độ rủi ro và độ trầm trọng của bệnh có thuyên giảm. Theo trang Eat This Not That, thông điệp của nhóm là tất cả chúng ta nên cố gắng cải thiện chế độ ăn uống của mình lành mạnh nhất có thể với thực phẩm gốc thực vật và thực phẩm chưa qua chế biến. Tất nhiên, chúng không thay thế vaccine được, nhưng có thể giúp bạn chống chọi với bệnh tật tốt hơn. Đây là những cái thông tin của trang báo Thanh Niên là hướng dẫn các bạn là vấn đề ăn uống về cái chế độ giàu 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 chất thực vật để mà mình có cái sức khỏe, để mình có sức khỏe, để mình chống chọi lại cái bệnh dịch COVID-19 này nếu như mà trường hợp mình chưa chích cái vaccine. Nhưng mà cái điều tốt hơn á, là các bạn nên chích vaccine, nhưng mà trong cái lúc chờ đợi các bạn chưa chưa chích vaccine thì các bạn phải nên nên ăn uống giàu cái chất protein, về vấn đề rau củ thực vật rồi những cái loại hạt đó, thì các bạn sẽ có một cái cơ thể cường tráng, sức khỏe tốt để bảo vệ, để chống chọi lại cái dịch bệnh COVID-19 này, trong khi các bạn chưa chích các cái vaccine để mà chống chọi lại cái dịch. Thì mình cũng vừa chia sẻ đến cho tất cả các bạn về hai cái thông tin. Thứ nhất là cái thông tin về người dưới 60 tuổi, người người Queensland, người dân dưới 60 tuổi thì không không khuyến khích con chích cái vaccine AstraZeneca cho người dân dưới 60 tuổi. Thì vừa rồi là của bang Queensland, ông phó thủ hiến ổng mới tuyên bố và khuyến khích người dân như vậy. Đó là cái thông tin thứ nhất mình gửi đến cho tất cả các bạn. Bên cạnh đó, cái thông tin thứ hai thì mình cũng vừa mới gửi đến các bạn là trong lúc mà mình đang chờ đợi chích vaccine đó, thì mình cũng nên ăn những cái gì cho cơ thể của mình nó có một cái sức khỏe tốt để mà chống chọi lại cái dịch COVID-19 này nếu như trường hợp mà mình đi ra ngoài mà bị lây nhiễm, thì ít ra cơ thể của mình cũng có một sức đề kháng, nó là trực tiếp ở nơi trong nhà con người của mình, thì do những cái đồ ăn của mình thì nó sẽ làm cho mình, cơ thể của mình có một cái đề kháng chống chọi lại với cái COVID-19. Trường hợp thí dụ như các bạn đi cùng với một người thân gia đình đi tới một cái nơi nào đó, thì các bạn chạy trên xe Honda mà các bạn chở thêm một người nào đó, thì nó cũng đã vi phạm một cái gọi là giãn cách xã hội, là cách nhau 2 mét. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam thì hay chạy cái xe Honda, hay chở một người đi, thì giả sử như ví dụ như các bạn đi tới một cái nơi nào đó, thì bây giờ với cái một người thân trong nhà của mình thì ăn những cái món ăn nó không có được gọi là giàu chất dinh dưỡng thực vật,
thì người đó sẽ dễ bị lây nhiễm hơn so với mình. Nếu mà mình ăn một cái chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng thì mình sẽ giảm nguy cơ lây bệnh. Chính vì vậy thì mình cũng chia sẻ cái thông tin này đến cho tất cả các bạn là trong lúc chờ đợi mình chích vaccine hoặc là chưa được chích vaccine thì mình sẽ ăn những cái thức ăn để mà có cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh tốt hơn, để mà chống chọi với lại cái Covid-19 này. Thì bây giờ là cái sức khỏe là cái rất là quan trọng đối với tất cả mọi người. Đó, thì mình hôm nay mình cũng chia sẻ hai cái thông tin như vậy để gửi đến cho tất cả các bạn. Mong rằng đây là cái clip hữu ích và các bạn có thể tự trang bị cho mình một cái chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng để mà tạo cho mình có một cái sức khỏe tốt. Thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây và chúc các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Xin các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những cái clip mới nhất của mình nhé. Xin thân ái và chào tạm biệt.